nhé. Hôm nay công ty giải pháp công nghệ SS xin hướng dẫn mọi người cài đặt ứng dụng với cho robot bụi trong nhà CLIB nhé. Trước tiên thì mình vào App Store đối với thiết bị iPhone và vào CH Play ở trên thiết bị Android nhé. Thì mình vào App Store này. Để xong rồi vào mục tìm kiếm, mình tìm cho ứng dụng Tuy Smart này. Này, Tuy Smart này. Đây, ứng dụng Tuy Smart này. Đấy, mình tải cái ứng dụng này về nhé. Đấy, lúc mình vào sẽ là nó bảo mình đăng nhập vào. Sẽ là mình sẽ nó đăng ký nhé. Và đồng ý này. Đấy, xem mình dùng Gmail của mình nhập Gmail của mình vào. Rồi mình sẽ xác minh. Xong rồi sẽ gửi mã xác minh về cái mail của mình và mình nhập vào. Và tạo một cái mật khẩu, thế là ok xong. Đây, bằng đây thì sẽ là giao diện khi mình đăng nhập vào thiết bị ứng dụng này. Thì mình sẽ vào chọn bước là thêm thiết bị này. Đấy, và mình vào đồ gia dụng nhỏ này, mình chọn vào này. Đấy, xong hiện lên sẽ là robot bụi trong nhà ở đây này. Ở đây, mình sẽ chọn vào cái này nhé. Đấy, thì tương tự ở đây sẽ là wifi, sẽ là wifi của nhà mình. Và đây sẽ mình sẽ nhập mật khẩu vào đây. Nhập mật khẩu wifi của nhà mình vào đây, xong mình ấn bước tiếp theo này. Đấy, xong nó bắt xác nhận đèn nháy xanh này là mình khởi động robot lên này. Ok, sau lúc máy khởi động thì đồng thời mình ấn ở đây hai lần liên tục này. Connecting network. Nó nháy như này là sẽ là ok. Đấy. Mình sẽ ấn bước xác nhận này tiếp theo này. Thế là được rồi, nó wifi nó tắt mẹ rồi. Được. Đấy, sau khi quá trình mà kết nối thành công thì nó sẽ vào giao diện như này. Đấy, đấy sẽ là giao diện của robot này. Đấy, vào nó trên góc này sẽ hiển thị mức phần trăm của pin này. Đấy, và vào chỗ A này là chế độ làm sạch tự động này, thì mình sẽ chọn vào đây thì nó sẽ tự động đi này. Auto clean. Mình sẽ tự đi hoặc mình sẽ ấn dừng thì nó sẽ tự động dừng lại này. Đấy, mình vào đây sẽ tự động nó dừng lại này. Còn mình chọn sang chế độ tự động nạp pin này thì nó sẽ về lúc sạc của mình này. Nếu ví dụ như nó đang làm việc mà mình muốn nó về sạc thì nó sẽ tự động về sạc pin này. Đấy. Còn chế độ làm sạch một phòng này thì nó sẽ tự động làm sạch một phòng nó đấy theo ý muốn của mình này. Đấy. Và lực hút thì mình sẽ chọn lực hút ở đây, sẽ là lực hút tiêu chuẩn nó mạnh mẽ này. Thì mình chọn vào đây xong mình đâm nó vào là được. Đấy, thì thay vào việc điều chỉnh mức nước thì mình sẽ chọn bỏ cái hộp hút này ra và cho vào cái hộp nước vào, thì mình sẽ cũng đồng thời vào đây điều chỉnh nước luôn. Đấy, thì là đơn giản để sử dụng xe robot của nhà CLIB. Xin chào mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo.